Xin chào các bạn, hôm nay mình có một số bao nhặt bãi. Giá là mình báo trên video. Giá đây là mình chưa có phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây là mình xin giới thiệu ở bao đầu tiên rồi nhé các bạn. Bao số 1 này. Bao 1 này là một cái bao vải nha, bao vải. Đế của nó là đế nhựa cứng như thế này, rất là cứng nha. Đó. Bao này tên của nó này. Tên của bao tên là Get. Cái này người ta dán keo có kim tuyến gì vậy này nhỉ. Bao này thì gồm có hai ngăn nha các bạn. Một ngăn ngồi dài như thế này nè. Bên trong bao thì còn mới nha, mới đẹp nè. Màu bao đó, này là ngồi hình màu này, có dính một chấm gì nè. Này là cái keo nè. Ngăn thứ hai nha các bạn, ngăn hai là ngăn nhỏ bên hông này. Đó. Bên trong này nha. Cái bên này thì nó có một cái ngăn nhỏ này nữa này. Đó mình đựng sao hay đựng gì đó. Rồi. Bên này là dây đeo. Đó, dây đeo. Bao này thì có chiều dài là 1m1 nha các bạn. Bao này là chiều dài là 1m1 nha. Ngang của nó là tầm 20. Bao số 1 này có giá là 150k nha. Bao 1 này, 150k. Tiếp theo là bao số 2. Bao số 2 này thì mình có một cái bao này. Bao này là bao da nha. Bao da màu đè, ở dưới này màu trắng. Ở dưới này thì nó có dơ này. Đó. Bao da gấp gọn như thế này. Đó, gấp lại luôn. Bao này thì chiều dài là 1m1 nha. Đó. Bao này thì mình mang đi trời mưa nó khỏi bị ướt cần. Bao này gồm có hai ngăn luôn, một ngăn ngồi như thế này. Đó, một ngăn ngồi. Baguette này thì mình sử dụng được hết nha. Đó, ba tia này mình dùng được hết nè. Ngăn ngồi này nhé các bạn, ngăn ngồi mình kéo ra. Bên trong này. Bên trong còn rất là mới nha. Đó, bên trong còn rất là mới. Nè. Đó mình kéo dây đeo bằng da luôn. Đó, ngồi hành này nhé. Bao này thì nó có bụi bẩn đâu này. Đó. Thu gọn lại luôn. Đó, thu gọn lại, rất gọn nha. Đó. Bao số 2 này chiều dài là 1m1 luôn nha các bạn. Bao 2 này có giá là 200k. Bao 2 200k nha. Một bao da. Đó. Tiếp theo là bao số 3. Bao số 3 này thì mình có một bao da màu xanh. Tên của bao này HIS. Phần đế này nó có chắp nhì một lớp da này. Đó, bụi bẩn đó. Này cũng chắc không sao đâu. Đó. Bên trong này, bên ngoài này. Còn rất đẹp nha, đó, bên ngoài màu da. Bao này thì màu da xanh rêu. Bên trong này nha, bên trong của cái ngăn ngồi. Bao này thì cũng gồm hai ngăn. Đó. Này là kéo được hết nha, sử dụng được hết. Rồi, ngăn này. Bên trong này còn rất là mới nha. Đó, bên trong còn sáng nha. Đó. Dây này màu trắng, dây da luôn. Bao này cũng gấp gọn luôn nha, mang đi trời mưa nữa khỏi bị ướt cần. Bao này thì chiều dài của bao là 1m2 nha. Bao này thì bao số 3 này có giá là 250k. Số 3 250k nha. Đó. Tiếp theo là bao số 4. Bao số 4 này thì mình có một cái bao đai que. Bao vải nha các bạn. Bao này là bao đai que của vải. Bao vải này. Đai que. Màu này là màu cam. Bên này là màu đè. Bao này thì có chiều dài là 1m3 nha. Chiều dài bao là 1m3. Bao này gồm 2 ngăn. Bao này nó có cái mút xốp này. Nó mềm mềm nữa. Này là chống va đập. Nó êm êm nữa. Đó. Bên trong thì còn mới. Ngăn ngồi nè. Ngang bên này đó, sáng đẹp nha, còn mới tinh luôn đó. Màu đè, phần đế này nó in đai que này, nhựa cứng này đó, vừa dày dẻo cũng muốn, nhựa này còn rất là chắc nha. Đó. Đó, dây rồi. Bao này thì
ngoại hình này. Ngoại hình bao đây que, bao này nó có rất nhẹ một chút chỗ này đó, các bạn về các bạn may lại nhé, này nó bị chắc nhẹ một chút chỗ này. Bao này là bao số 4 nha các bạn. Bao số 4 này có giá là 220k nha. 4 220k. Tiếp theo là bao số 5. Bao 5 này thì mình có một bao da đế như này, đế là rất chắc luôn. Thì phía dưới nó có một lớp cao su cứng cứng, trên nó bằng nhựa cứng. Đế hình vuông như thế này. Tên của bao là HES Fishing. Bao này là bao da luôn nha, da màu xanh như thế này. Chiều dài của bao này thì là 1m3 nha các bạn. Chiều dài bao 1m3. Bao này thì gồm có hai ngăn. Một ngăn ngồi như thế này nè, ngăn ngồi. Ngăn ngồi để đựng như thế này. Và dây đeo nè. Rồi ngăn này. À, bao này có 3 ngăn luôn nha các bạn. Bao này 3 ngăn này, một ngăn giữa nè. Này là một ba ghét ở giữa này, một ngăn bên hông này. Một cái ngăn nhỏ phía dưới nha. Này ở giữa nè. Đó. Ở giữa là mình kéo ra nha, đó. Bên trong thì còn mới. Đó. Và ngăn bên hông này. Bên hông thì ngay đây. Ngăn bên hông này thì như mình chỉ kéo được cái này thôi nha. Đó, mình kéo tới này thôi. Bên ghép nó chỉ sử dụng tới này thôi. Bên này vẫn đựng được luôn. Đó, mà đựng mấy cái chống cần nữa đó. Nè, bên này thì đựng chống cần. Hạt cần tây. Còn bên này thì đựng cần 2 khúc, 3 khúc rồi gì đó. Mà thấy rất là rộng này. Chiều dài là 1m3 nha. Màu như thế này. Bao này là bao số 5. Số 5 này có giá là 250k nha các bạn. 5 250k. Đó, bao này cũng gấp gọn luôn, da rất là mềm. Đó. Tiếp theo là bao số 6. Bao số 6 này thì bao có cái bụng nha các bạn. Đế này. Nhựa cứng như thế này. Bao này màu đen. Đen đỏ này. Tên của nó là Gold Felin này. Đó. Màu đỏ, bao có cái bụng. Bao này thì gồm hai ngăn. Một ngăn giữa và một ngăn bụng bên hông nhỏ này. Ngăn nhỏ thì mình đựng đó. Đựng dụng cụ gì đó. Rồi. Ngăn đứng thì nó bỏ bên này. Là ngăn đứng thì bị kết này, nó có hai cái ba tia luôn. Đây. Đó. Vừa đựng cả máy và cần luôn nhé các bạn. Bao này thì chiều ngang của bao thì tầm khoảng có 30cm nha. Đó. Như thế này. Màu đỏ đen, còn rất là mới nha. Thấy cũng còn khá là đẹp. Bao này thì bao số 6. Số 6 này có giá là 300k nha. 6 300k. Tiếp theo là bao số 7. Bao số 7 thì mình có một cái bao da này. Bao da này thì mình gồm có 3 ngăn luôn nha. 1 2 3. Này là phần đế này. Đó. Da. Da này da xịn luôn nha. Da này. Rất là dày. Tem này, thương hiệu của Nhật nha các bạn. Đó. Tem rất là đẹp luôn nha. Này, ba tia này. Thương hiệu của nó là Seraku, nó Seraku. Bên trong này nha, da của nó. Bên trong một ngăn này, ngăn ngồi này. Cái chiều của cái này thì tầm khoảng cỡ 10cm nha, nó 10cm. Rồi ngăn giữa này, ngăn giữa chắc nó to hơn. Ngăn giữa của cái bao này. Đó. Mình kéo này. Và ngăn bên hông. Này. Đó. Bên hông này. Này là bao đựng cần ISO cần tay rồi. Chống trời mưa. Bao này có chiều dài là 1m3 nha các bạn. Chiều dài bao 1m3. Bao bụng này cũng 1m3 này. Này mình quên báo. Bao số 7 này có giá là 450k nha. 7 450k. Bao da như thế này. Tiếp theo là bao số 8. Bao số 8 này là cũng một bao da. Bao này thì bao một ngăn thôi nha. Bao một da một ngăn. Đó. Còn rất là đẹp nha. Cũng là cái tem này luôn. Đó.
Batia nó in là xe Raku đó. Bên trong này, bên trong của hình này nó còn có vài vết bẩn bẩn này, chắc mình về mình giặt thôi. Rồi, bao thì ngoại hình còn đẹp mới nhá. Đó, dây đeo như thế này. Bao số 8 này cả giá là 400k. 8 400k. Tiếp theo là bao số 9. Bao số 9 thì mình bao số 8 này thì chiều dài của nó là 90cm nha các bạn. Bao này thì dài 90cm thôi, ngang là 10. Bao này là bao số 9 này. Bao số 9 thì mình có một bao vải nhá, bao vải màu đỏ. Bao này tên là Sasaki, thương hiệu Sasaki. Bao vải, bao này là một ngang luôn nha. Chiều dài của bao là 80cm. Bên trong này, bên trong đó còn mới đẹp luôn nha. Đó, mình kéo ra sử dụng như thế này. Rồi, bao số 9 này cái giá là 300k. 9 300k, một ngang 80cm. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mẻ bao kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.